Lý Mưng lại còn Celo, Elganso. Elganso đấy các bạn quen không? Trước đây thì mình có review con After Game của Elganso và rất buồn là em nó đã không còn sản xuất nữa. Đấy là theo thông tin mình hỏi bên Blog thì người ta bảo là con này đã bị out stock rồi và không sản xuất nữa. Thì không biết bao giờ mình có hàng tiếp. Rất may đã thủ một con để xài hè. À, trong đó thì Blog gửi cho mình con Lemon Celo này và nói rằng là đây là một con mới ra mắt của Elganso. Và ngày hôm nay chúng ta hãy nhau tìm hiểu em nó nha. Chúng ta đang có Lemon Celo ở đây thì mình có một cái thiết kế. Đây là mình nói rằng là chai này là chai 120ml, nó không có sự thay đổi gì cả. Và phải nói rằng là thiết kế thì trông vẫn vậy, nhưng mà được cái là nhìn con này trông mát mẻ hơn. Đây các bạn nhìn con Elganso After Game thì trông nó khá đơn giản đấy, đơn điệu. Còn con này thì các bạn nhìn thấy luôn quả chanh, quả cam hay quả chanh gì đó, lemon. Và ở đây thì chúng ta có cái nắp đúng với cái tông sợt tông luôn, rất là đẹp. Chai 120ml và hình như giá vẫn vậy, các bạn có thể tham khảo giá ở phía dưới. Em này thì vòi xịt ngon. Ui bắn này. À, lúc ấy mình xịt xong mình há mồm mà bây giờ dính tí vào mồm. Thế ra nước hoa này các bạn không hạn chế để tiếp xúc với vùng miệng nhá, nó không tốt cho sức khỏe đâu. Và chúng ta quay lại với Lemon Celo thì đây các bạn rất là tò mò xem là mùi hương nó liệu có ngon như After Game không, tại vì After Game mình khen rất là nhiều. Lemon Celo này thì khi mà mình xịt xong thì mình có lên tìm hiểu Lemon Celo là gì, thì mình có chia sẻ một cái bài viết về một cái vùng đảo của Ý, đó chính là Sicily. Thì cái Lemon Celo này là một cái loại rượu rất là đặc trưng ở Ý, và cái loại rượu này thì được sử dụng một cái loại gọi là chanh vàng hay gọi là chanh tây, và được trồng rất là đặc biệt ở cái vùng đất Sicily. Và những cái loại ở đây thì những cái loại chanh vàng ở đây thì nó có một cái là thổ nhưỡng ở đây rất là tốt, tại vì ở đây có núi lửa. Hàng năm thì ngay năm 2021 thôi thì đã có một cái đợt mấy đợt phun trào rồi. Và các bạn biết là cái đất đai sau khi núi lửa phun trào thì nó rất là màu mỡ. Cái thổ nhưỡng ở đây rất là tốt, đặc biệt là khí hậu của vùng Địa Trung Hải nữa. Nên là những cái loại như kiểu hoa quả như kiểu cam, chanh, rồi nho, Sicily cũng là một cái vùng gọi là có chất lượng nho khá là tốt. Và đất nước Ý cũng là một cái đất nước đứng đầu về cái sản lượng xuất khẩu cái rượu nho cũng như là cái nho ra nước ngoài. Thì đấy là một vài cái chia sẻ. Và cái rượu Lemon Celo này nó có nồng độ cồn là 30%. Thì mình có xem được cái cách làm của Lemon Celo, đó là họ sẽ thu hoạch những cái quả chanh vàng hay gọi là những cái quả chanh tây, và họ sẽ gọt cái vỏ ra, chỉ lấy cái vỏ thôi, tại vì những cái quả chanh vàng này nó có một cái điều rất đặc biệt, đó là cái cùi trắng nó rất là dày. Thường nó sẽ ba lớp, đó là đầu tiên nó là lớp vỏ, cái thứ hai đó là cái lớp cùi rất là dày, cái thứ ba đó là mới đến cái phần nhân. Và cái đấy phần nhân này thì nó không bị chua, nó không như chanh Việt Nam, mà cái nhân này nó rất là giòn. Cái thứ hai đó là nó có một cái vị ngọt rất đặc trưng. Nên là khi mà các bạn gọt những cái vỏ ra để các bạn ngâm, thì các bạn sẽ ngâm vào trong cái rượu gọi là rượu vodka. Và cái thời gian ngâm ở trong đây thì rơi vào tầm từ 1 đến 2 tháng thì cái vỏ của những cái quả chanh tây đây nó sẽ tiết ra được cái tinh dầu. Và lúc này thì họ sẽ pha thêm với cái siro đường, rồi tùy có nhiều hãng, tại vì ở cái vùng Sicily này, cái đất nước Ý này, thì họ có sản xuất cái Lemon Celo. Lemon Celo là một cái loại rượu rất là chung, đặc trưng của Ý. Còn tùy vào những hãng khác nhau thì họ có thể cho một ít hương thảo, một ít tiêu, rồi có thể là một ít hoa vào đấy, để cho cái mùi rượu Lemon Celo nó có cái độ chất lượng và cái độ khác biệt hơn so với những cái nhà sản xuất cái rượu này khác. Và cái vị của rượu Lemon Celo này khi các bạn uống ấy thì nó rất là nồng mùi cồn, tại vì cồn nó tận 30%. Cái thứ hai là nó khá là ngọt. Nó khá là ngọt nhá, chứ không phải chua đâu. Đấy. Và mình có đọc ở một đâu đó là họ sẽ dùng cái rượu này để uống sau khi họ đã thưởng thức xong những cái bữa ăn, đại khái là cái kiểu là uống để gọi là làm sạch khoang miệng sau bữa ăn vậy. Và cái thứ hai là có thể họ sử dụng kiểu thêm một ít kem, đấy, một ít kem tươi để uống chung. Và cái rượu này thì khuyến khích là uống lạnh. Đấy, đấy là cái điều chia sẻ về cái nguồn gốc của cái tên là Lemon Celo. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra, xịt luôn cho nó phê. Đấy, các bạn nhìn mình bắn này, mình bắn thôi rồi luôn. Thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi mùi chanh rất là ngọt.
Cái thứ hai đó là cái nét của gừng. Cái nét của gừng ở đây nó vừa mang tới một cái vị cay và vừa mang tới cảm giác nước rất là đầy tươi. Đấy, thì mình nghĩ rằng là ở trong này không có rượu. Trong cái tháp bảng thành phần của Limoncello của Elganso nó không có rượu. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà sử dụng cái nốt hương gừng để tạo nên cái vị cay thì nó giống như kiểu là các bạn đang có một cái chút rượu vào người ấy. Thì họ mới miêu tả cái mùi hương của chai nước hoa Limoncello này giống với cái mùi rượu của Limoncello. Nên là ngoài cái vị chanh ra thì khi mà cho gừng vào các bạn sẽ nhận thấy cái vị cay và cái vị rất là kiểu mát. Đấy, thì ui, khi mà mình xịt đây nhá, đúng cái mùi vỏ quả chanh luôn. Xong rồi cái bụi nét cay cay rồi một cái cảm giác rất là tươi, rất là kiểu kiểu juicy đây. Mọng nước phê. Con này tí nữa mình sẽ nói là so nó với after game nó sẽ khác cái gì. Và khi mà sau một tiếng ở trên da ấy thì cái nét gừng nó sẽ dịu bớt xuống. Và các bạn đã thấy cái vị ngọt của vỏ chanh ở đây cùng với xì chút đây nó bắt đầu nó chiếm khá là rõ rệt. Cùng với đó là cái vị ngọt của vani. Thực ra mình đang nghĩ tới cái hướng là những cái kem vani nhiều hơn. Tại vì khi mà mình ngửi ấy, nó có cảm giác đúng như kiểu là những cái kem ốc quế mà bắt đầu bị chảy nước á. Và cái nhân của nó là nhân vani. Thì khi mà mình ngửi thì mình có cảm giác là nó khá là giống. Nó có một cái nét gì đấy hơi giống con Missoni Way này. Mình sẽ làm review không biết là có lên sóng trước hay là sau cái video này nhỉ. Nhưng mà cái nét vani của hai con này nó hơi hơi giống nhau một xíu. Nhưng mà ở Limoncello nó sẽ rõ rệt hơn. Nếu như mà mình lên con này rồi các bạn có thể xem lại con này. Nếu mà mình chưa lên thì các bạn xem lại ở video sau. Thì cái nét của vani ở đây nó như kiểu là những cái kem vani bắt đầu chảy ra vậy. Ngay hết review về mùi thì các bạn nói rằng là chắc mùi này ngon đấy. Ông kia nói thì chắc là mùi này ngon. Nhưng mà ông này thường là mấy mùi ngon của ông ấy bám kém. Thì con này lưu ở trên da mình tầm bao lâu? Thì mình chia sẻ đó là sau khoảng tầm 2 tuần xịt em này. Đặc biệt là những ngày trời nắng nóng thì Hà Nội bắt đầu mới trở lạnh lại. Thì con này lưu ở trên da mình trung bình khoảng tầm 6 tiếng. 6 tiếng là nó hết mùi nha. Chứ các bạn không phải là 6 tiếng là nó trở thành skin scent đâu. 6 tiếng là hết mùi. Và cái thời điểm đẹp nhất của mùi hương này nó rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 tiếng sau khi xịt là ok nhất. Đó, còn da hôm nào mà trời lạnh hơn một xíu thì nó sẽ lưu lâu hơn. Thì mình tính trung bình là tầm 6 đến 7 tiếng. Đó, cái thứ hai là cái độ tỏa hương của mùi hương này nó có phải là tốt không? Thì mỗi lần mình xịt thì mình đều xịt tầm 4 shot và mỗi một nơi thì nó là một shot khác nhau. Nên là mình chưa test cái việc là mình xịt một nơi mình xịt tầm 2 đến 3 shot thì có thể là độ tỏa nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà để gọi là xem cái độ tỏa hương nó so với những chai nước hoa khác thì mỗi nơi chúng ta chỉ nên xịt một shot thôi. Thì mình thấy rằng là cái mùi hương này nó ở cái mùi kiểu tầm nửa cánh tay quay đầu. Và mình nghĩ là một cái mùi mùa hè như vậy để các bạn có thể sử dụng đa dụng thì mình nghĩ là nó tỏa như vậy là hợp lý. Vì thế thì độ tỏa hương nửa cánh tay quay đầu, các bạn đừng bảo là ơi em xịt xong rồi em xịt được tít đây xong rồi em để xuống đây thì em không ngửi thấy. Rõ ràng nó chỉ được khoảng tầm nửa cánh tay thôi mà. Vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách và với cái độ tuổi như thế nào, ăn mặc ra sao? Thì Limoncello mình đánh giá là nó không phải đơn thuần là một cái mùi sạch sẽ. Nó là một cái mùi dùng cho mùa hè. Nhưng mà nó có thêm vani, cái nét ngọt đây. Nó làm cho cái mùi hương trở nên là có phần hơi gọi là mời gọi, hấp dẫn một tí. Em này thì phù hợp với cái độ tuổi. Mình nghĩ rằng là cũng khá là trẻ trung. Tầm 18 tuổi cho đến tầm 20 đổ ra là bạn hoàn toàn có thể xịt được. Thậm chí rằng là nó không có giới hạn về độ tuổi. Như mình nói, những cái tông mùi cam chanh ấy nó không giới hạn về độ tuổi đâu. Các bạn xịt thoải mái, kể cả các bạn 40 tuổi hay là các bạn có 15, 16 tuổi thì các bạn vẫn có thể xịt được. Đặc biệt là cái độ tỏa hương của nó chỉ ở mức độ trung bình thôi. Nên là các bạn sẽ không bị những cái lời kiểu ôi anh em mùa hè xịt những cái mùi nồng gắt thế, không bị đâu, yên tâm. Cái thứ ba nó là về cái phong cách xịt cái mùi hương này. Thì ở đây mình sẽ nhắc lại về Aftergame của Elganso. Aftergame là của Elganso như mình nói là một cái mùi hương nó rất là bùng nổ. Và mùi hương này dry down nó có nét gỗ. Thế nên là mình nghĩ là ban đầu sẽ dành cho những anh chàng kiểu thể thao một tí, sport tí, năng động. Nhưng cái mùi hương này các bạn có thể xài không giới hạn về phong cách. Có nghĩa là bạn khỏe khoắn bạn cũng xài được, mà bạn nhẹ nhàng, bạn
Dù là bạn ăn mặc quần âu sơ mi hay là kể cả bạn mặc những cái chiếc áo phông basic hay là những cái chiếc quần jean, kể cả những chiếc quần ngố thì các bạn đều xài được. Chúng ta còn nhớ một cái sản phẩm nữa của nhãn Evanso, đó là Part Time Hero. Thì đó là một cái mùi dành cho những anh chàng nào mặc những cái quần áo oversize theo cái phong cách kiểu short boy. Thì đây là một cái mùi hương ở khoảng giữa, nó có thể đáp ứng tất tần tật những cái thứ đó. Và cái mùi hương này nó rất là dễ chịu. Và mình nghĩ rằng là nếu mà xếp ở những cái phân khúc cùng tầm giá với nó, chúng ta có Versace Perfume, chúng ta có Dolce & Gabbana Light Blue, chúng ta có những cái mùi hương như là Light Blue Forever này, hay là kể cả những cái mùi như kiểu YSL, YEDP, thì Evanso con Lemon Cello này xứng đáng đứng vào đấy. Nếu như mà so với những cái mùi như kiểu là Nautica hay là kể cả Versace Perfume thì con này thừa sức có thể gây được ấn tượng nhiều hơn. Và nếu như bạn đã có After Game này thì các bạn có thể xịt với những cái phong cách thể thao năng động. Còn em này các bạn có thể xịt đi hẹn hò, đi chơi nhẹ nhàng, cà phê, cà pháo rất là ổn. Và nếu như bạn đã sử dụng qua mùi hương này thì đừng quên việc chia sẻ bên dưới bằng cách bình luận. Và các bạn có thấy video hay, đừng quên việc like, share và ấn chuông theo dõi để được nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.